chúng ta thấy Công An đẹp. Trở lại Long An lần này thì cứ mỗi lần như vậy thì cái cảm xúc lại dâng tràn, và quan sát cái cách sống và cái sinh hoạt của Long An hiện nay, chúng ta thấy phát triển rất là nhiều. Và hỏi chuyện bà con rất là vui. Và lâu rồi, hồi sau 75 đó, thì tôi có về Long An và có hát một bài hát của Long An. Và bây giờ trở xuống đây thì Long An vẫn thế, còn mình thì theo thời gian mọi việc thay đổi, nhưng mà tấm lòng của chúng ta với tổ quốc, với dân tộc mình vẫn nguyên vẹn, và đặc biệt là cái hội diễn cái lương nữa, cho nên là mọi việc rất là có ý nghĩa. Ở tầng sông Hồng, anh có biết quê hương em cũng có dòng sông, em mãi gọi giữa lòng tha thiết, dàm có đông ơi dàm có đông. Cảm xúc của cô khi chấm thi hội diễn như thế nào ạ? Ôi trời, thích lắm. Là tại vì đó là mình được ngồi để mà xem mấy chục vở diễn của mấy chục tỉnh thành. Mà cái điều này đâu có dễ gì mà mình đi tới mỗi tỉnh thành mà mình được xem một cách đầy đủ như thế này. Ở đây có sự chuẩn bị của mọi thứ hết sức là chung sức chung lòng nhé, nỗ lực nhé. Rồi đó là còn bao nhiêu cái đầu tư, cho nên mình thấy mình vô cùng hạnh phúc. Không có nói chuyện hay hay dở, chỉ biết rằng những người trong nghề được gặp nhau và được xem nhau và được bày tỏ tình cảm với nhau, tình cảm quê hương, tình cảm dân tộc. Ơi dàm cỏ đông ơi hỏi dòng sông, nước xanh biên biết chẳng đổi thay dòng, đuổi Pháp đi rồi nay đuổi Mỹ xâm lăng, giặc đi đời giặc sông càng xanh trong, giặc đi đời giặc sông càng xanh trong. Dễ thương ghê không quý vị? Quý vị thấy dòng sông không? Các bạn thấy không? Dễ thương quá. Quê hương tổ quốc mình thật là đẹp, thật là đẹp. Bà Tuyết là người miền Tây, người con của An Giang, nhưng mà nói chung là miền Tây Nam Bộ. Cho nên cứ mỗi lần mà có dịp đi hát hay là được trở về đây không cái, ơi trong người mình làm như thể toàn bộ khí chất gì bay bổng bay lơ lửng, và cảm thấy là như mình về mình được lội như hồi trẻ con mà tắm sông gì đó, như những cái mùa nước nổi á. Và nhân dịp này kính chúc bà con của mình ngày càng hưng vượng, ngày càng an khang, tức là con cháu thì hiếu thảo với ông bà, vợ chồng chung thủy với nhau, và ông bà thương con cháu, lúc nào ông bà cũng kề cận để dạy dỗ con cháu nên người. Và đặc biệt là kính gửi tình thương, sự biết ơn của các anh chị nghệ sĩ cải lương đối với bà con yêu cải lương của Tây Nam Bộ. Sau mỗi buổi chấm thi, khán giả đều khen cô trẻ khỏe, cô có thể chia sẻ bí quyết được không ạ? Yêu đời yêu người. Tức là mình cứ thấy mọi người tốt hơn mình, thấy mọi người thông minh hơn mình, và mỗi ngày mình cố gắng để mình cùng đi song hành với nhau. À, mà chính vì nghĩ rằng mọi người tốt hơn mình cho nên mình không có phiền muộn, không có phàn nàn, cũng không có chê trách cái gì hết á. Nếu mà thấy cái gì hư thì cùng chung với mọi người sửa, thấy cái gì đẹp thì chụp hình và giới thiệu với nhau, để cho tất cả chúng ta đều cảm nhận được cái đẹp và sự quý báu của sự sống, của hơi thở của mình đối với âm dương, đối với tuần hoàn vũ trụ, và đặc biệt là đối với tổ quốc mình, nơi sản sinh ra ông bà cha mẹ và mình. Về đây nhìn cái con sông và nhìn Lục Bình trôi, bỗng nhiên nhớ tác giả Hoa Phượng, nhớ Tuyệt Tình Ca, Người Đối Diện Lương Tâm. Tôi đứng ở đây mà tưởng chừng như đứng ở bờ sông
mỹ thuần. Khi mình quay xuồng tách bến đi trở lại với hai con, bờ cây xa mờ nhuộm khói hoàng hôn, con nước lưng lục bình trôi rời rạc. Chiều đã xuống mặt trường giang bát ngát, mà bóng người thương còn lẩn khuất giữa sông đây. Hát một câu để nhớ cậu Mười Út Trời Ôm, đệ nhất danh ca miền Nam lúc bấy giờ, và nhớ tất cả các bạn, các đồng nghiệp đã cùng có mặt trong Tuyệt Tình Ca mà với Giai Lê Thị Trường An và Tuyết đã được khán giả Cái Lương công nhận. Xin gửi lời biết ơn tất cả.